Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm trước thì mình có chơi cái map sinh tồn trên đầu Among Us ý. Các bạn cũng ủng hộ khá là nhiều, bảo là anh Mèo Pèo thỉnh thoảng chơi sinh tồn trên đầu đi. Thì đây, cũng tầm khoảng 4 hay 5 ngày rồi mình không chơi sinh tồn trên đầu các bạn ạ. Hôm nay cũng mới tìm được có map sinh tồn trên đầu khá là hay luôn. Vừa vào đã có hiệu ứng các kiểu này, út chà, kháng đánh lui, hồi phục kháng chế bắn mạnh các thứ luôn các bạn ơi. Map này thì có tên là sinh tồn trên đầu Sanji các bạn ạ. Ui, hình Sanji có vẻ khá là đẹp luôn các bạn ạ, nhìn cũng ok là thế đấy chứ. Thì để coi xem cái map sinh tồn trên đầu Sanji này nó có gì hay ho không các bạn nha. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nha. Và nhấn chuông phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Pèo, cũng như bình luận hashtag là thăng Mèo Pèo và thăng B Team. Ủng hộ các thành viên của B Team cũng có Khang G này, Mabura này, Nabi và Kidi các bạn nha. Cũng như đừng quên là 6 giờ tối nay mình sẽ livestream trên Nimo TV các bạn nhá. Đường link thì mình sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận game. ID Nimo là 4682448. Bạn nào muốn Mèo Pèo chơi gì, muốn Mèo Pèo review map gì, muốn chơi cùng Mèo Pèo thì đừng quên là 6 giờ tối nay trên Nimo TV các bạn nhá. Ok, bây giờ thì để coi nào. Để coi đọc thông tin. Thông tin map. Chào mừng bạn đến với map của mình. Chủ map là Ogre World. ID là 56210180. Nếu thấy map của mình hay thì cho 5 like nhé. Nếu anh Bèo Bèo có chơi thì đề cử cho em nhé. Bây giờ thì đi thôi. Nếu bạn đi sẽ có chiếc G. Ok. Nhà tù ở đâu? Ok luôn nhá. Có là đồ đạc sẵn nó luôn này. Mô tượng hiệu ứng là nhìn nó hơi chói mắt các bạn đấy. Vừa vào cái âm đã bay cứ đấy, đấy. Nó cứ kiểu bay quanh người ấy, nhìn nó hơi chói mắt thôi. Thôi kệ đi. Để coi xem vào. Nhà tù ở trong dưới đầu à? Ôi, bây giờ phải đi xuống dưới này à? Ui, đi xuống dưới này kiếm đồ các bạn ạ. Ok luôn, coi xem ở dưới này có gì không. Xem ở dưới mấy cây này có đồ đạc gì không các bạn ạ. Ok, vừa vào có combo dìu quốc sẻng sắt luôn, dễ thế nhở. Ok luôn nhá. Vừa vào cái đã cho combo dìu quốc sẻng sắt rồi, thế này ngon quá. Đều rồi, có cả tăng tốc đào cả, tăng đam cận chiến nữa. Thế này thì đào tốc độ bàn thờ luôn à. Úi rồi ôi, tôi sẽ đào xuyên qua bên kia luôn các bạn ạ. Ui nhà tù ấy, ui tao chưa diện nhà tù ấy, mất rồi heo. Ui rồi ôi, em nhầm. Có phải đông quái đấy, thôi, không chơi vội các bạn ơi. Né ra các bạn ạ, bịt lại đấy, tạm thời bịt lại thôi. Mình sẽ đào qua bên kia xem có gì hay không các bạn ơi. Bên kia có mấy cái cây nữa mình chưa đi các bạn ạ. Để coi xem bên này có cây gì không đây. Bạn nào mà có coi bộ truyện tranh One Piece hay là có xem anime One Piece thì hãy để lại bình luận thứ 1 nha. Bạn nào mà chưa coi thì hãy để lại bình luận thứ 2 nha. Chắc hẳn là các bạn cũng biết là nhân vật Sanji nhỉ. Ui, khung cổng lòng đất luôn này. Đấy, Sanji này. Ôi, Sanji nhìn ngầu lòi luôn. Hình như là Sanji mình không nhầm là hồi đầu là đầu bếp nhỉ. Đầu tiên là đầu bếp, sau đó mới chuyển qua là hải tặc đúng không ta. Tôi không nhớ đúng không nữa. Lâu lắm rồi mình không đọc One Piece các bạn ạ. Chắc phải tầm khoảng từ hồi cấp 2 đến bây giờ ấy. Từ khi mình lên cấp 3 mình không đọc One Piece nữa. Thế chính xác bây giờ từ đấy bây giờ là tầm khoảng 7 năm các bạn ạ. Ui, 7 năm rồi anh em ạ. 7 năm rồi mình không đọc One Piece, không xem gì cả. Ui, mình cũng không biết là bây giờ có gì mới không nữa. Hoặc có kim cương thứ ở map này khá là dễ. Cho khá là nhiều đồ các bạn ạ. Đấy, kiếm một đống đồ luôn này. Đó, quá đơn giản luôn. Mình sẽ lấy đủ 3 kim cương này, 3 đá điện này. Ok, 3 đá điện này. Rồi. Cần 6 sắt đúng không? Chúng ta cần 6 sắt các bạn ạ. 6 sắt để chế cái khoan. Đó, ok, vừa đủ 6 sắt luôn. Trời ơi. Ok là còn thừa sắt luôn các bạn ạ. Bây giờ cần than nhở? Map này không cho than ta. Thôi mình sẽ chặt gỗ luôn các bạn ơi. Đằng nào cũng cần nhiều gỗ mà, lấy gỗ thì lấy gỗ nung luôn các bạn ạ. Đó. Qua bên kia lấy gỗ tiếp. Úi trời ơi. Vậy là map này nó không cung cấp vũ khí cho chúng ta đâu. Bây giờ phải tự đánh quái à? Ok, mình sẽ ăn này vào này. Tăng cận chiến này. Ok, bây giờ đánh luôn. Mình coi xem nào. 16 đam. Ồ, 8 đam à? Ok. Vậy là mình sẽ cầm dìu anh nói nhá. Cầm dìu chơi luôn. Úi dồi, bộ đông thế. Úi dồi, đông vậy ba. Khiếp thật. Lắm dã nhân thế nhở. Này thì dã nhân. May mà có cái tăng đam cận chiến cận ạ. Không chắc là đánh ngày sáng mai mất. Ok, khá là nhiều kinh nghiệm. Đó. Đấy. Ui, có túi may mắn này. Kinh quá nhở, có cả túi may mắn các bạn ạ. Có cả súng này. Có cả, okay, có khoan đồng mặt trăng thì cần quái thì phải chế. Các bạn ơi, thế thì đâu cần phải chế cái gì nhở, cái khoan kim cương nữa đúng không anh em. Ôi rồi ôi, thế đâu cần chế ở đâu. Chủ má cho hơi nhiều đồ, nhanh quá. Mở ra đi ấy. Ôi rồi, rất dễ hỏng mấy cái này thì mình cũng đâu cần lắm đâu. Mình có súng xịn rồi mà.
rất dễ hỏng. Úi rồi, không hiểu cho kiếm làm gì các bạn ạ, trong khi mình có súng vít rồi. Thôi kệ vậy, chủ mác cũng có lòng thì mình cũng có dạ. Đấy, nhặt thêm ít gỗ đi. Gỗ là hết rồi à? Như hết hết gỗ ở đây này, còn tí nữa lại nốt đi. Ok, rồi. Bây giờ thì cất đi nhá, mình có súng các thứ này, tên lửa, súng bắn tỉa. Kiếm này thì lở mà không cần kiếm đâu các bạn ạ. Kiếm chắc để trưng cho đẹp thôi chứ. Khoan đồng này, mình sẽ lấy qua sao phụ ma thử nhá, để coi xem là liệu rằng nó có ra tốc độ không, đào cho nhanh cho bốc cả. Từ từ, mà hình như cái map này nó có cái gì nhở? Đúng rồi, mình có cái này mà, có cái đây này, cái bánh quy thơm này, lo gì? Đó, ok, thử em nào. Yo, phụ ma úm là xì bùa. Ui rồi, tôi đã bột được nha. Map này không cấm nhân vật các bạn ạ. Map này khá là cũ rồi, chưa cấm nhân vật cho nên mình nghĩ là đào khá là nhanh đấy. Mình thử test xuống nào. Ui rồi, nổ map nha, nổ map nha các bạn ơi, càng. Ui, 300 viên này. What the hell? Ui, cùng ngắm nhưng mà không bật được ngắm. What the hell? Ơi, cùng ngắm không bật được ngắm như nào? Ôi rồi ôi, không mở được ngắm các bạn ạ. Thế mới cay chứ, thôi kệ vậy. Này, bắt dùng chức năng đặc biệt các bạn ạ. Thôi kệ đi. Okay, mình sẽ dùng cả nhân vật Nini đào siêu nhanh luôn. Đâu là đây, đây đây. Ok, rồi để mình coi xem là đang có 7 cái này đúng không. Đó, chung là đào cũng khá là nhanh thôi. Đó, ủa, cũng không nhanh lắm nữa. À, tự ăn này đã. À, ăn bánh quy thơm này. Rồi, ok, tăng tốc đào. Ôi, cũng nhanh phết đấy chứ, mặc dù là tốc độ 1 thôi các bạn ạ. Cũng được. Ok, rồi, đào cũng ok là phết đấy các bạn ơi. Đó, đào 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 đào. Ok, úi rồi ôi. Xong, rồi vậy là cũng đủ đồ, các bạn khá là nhanh luôn đấy. Map này chơi khá là easy các bạn ạ. Cho khá là nhiều đồ cho nên chơi khá là dễ. Rồi, bây giờ chuyển lại qua nhân vật Cindy này. Bây giờ đi xây cổng đi. Kiếp thật, cái súng này bắn nó hơi chậm, chắc nó đánh rông hơi mệt đấy các bạn ạ, không sao. Ok, lấy cái này luôn. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái cổng các bạn ạ. Ê, chắc là mấy hôm nữa. À đấy, hiện tại thì bạn, chắc là các bạn cũng biết, bạn nào mà có coi Facebook ấy, hay là có coi anh em nào mà có theo dõi bên Hero Team hay là bên của Mập Doran ấy, có coi bên Facebook ấy, thì chắc là biết là mọi hiện tại là mọi người bên Hero với cả Mập đang ở bên Gaming House ấy, đang ở bên Sài Gòn các bạn ạ. Các bạn hỏi là anh Mẹp Béo có vào Sài Gòn không thì không nhá. Đấy, mình cơ bản là mình nghỉ hết rồi các bạn ạ. Mình nghỉ hết phép ở trường rồi. Đó, cho nên là mình cũng không đi được đâu anh em ạ. Đấy, cơ bản là mình cũng vào cũng không biết có việc gì, vào chơi ở chính ấy mà. Thôi, để dịp khác mình vào cũng được. Ok, để coi có đồ gì không đây. Có tăng sát thương này. Cái này không cần lắm. Không. Ok, cái này tăng sát thương động vật. Quà sao thì mình cũng có rồi. Khiếp thật, mất công lúc nãy mình lấy quà sao ra các bạn ạ. Hóa ra xuống dưới này có quà sao này. Đấy, ok nhá. Rồi, ok ok ok. Uầy, full đồ kim cương luôn, gắt phết nhở. À, rồi rồi, ok luôn, phụ ma luôn. Đấy, yo, bền à, hơi lởm, đánh lui lởm thế. Kháng nổ, ok được này. Bền lởm thế nhở, thôi dùng tạm vậy. Cái này, à đây, phụ ma, ô, cái này không phụ ma được. À, cái này rookie mà, phụ ma này quá là được, mình quên mất. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ ăn cái bánh này vào này, bắn thử nào. Úi rồi, đào cũng to chưa nhở. Kinh phết đấy các bạn. Mình còn mình xây, úi rồi, bơm làm to đấy. Úi rồi, xây tung map luôn các bạn ơi. Ôi, bắn này có vỡ không? Úi rồi, không không vỡ dương à? Không thủng dương các bạn ạ. Vỡ cửa không? Ôi, không vỡ cửa à? Sao lại không vỡ cửa nhá? Mình tưởng phải vỡ cả dương chứ nhở. Có nổ dương ấy. Đấy, nổ cửa này. Có nổ các bạn ạ. Ok, nổ cửa rồi, giờ không về nữa. Mày, con thằng nó hồi máu các bạn ơi. Con thằng nó hồi máu rồi. Mày này, mày hồi máu rồi. Hồi máu này. Ôi, lava ở dưới. Đau. Từ. À, không quên mất mình có kháng. Mình có cái hồi máu liên tục mà đây này. Mình có cái hồi máu liên tục các bạn ạ. Lo cái quá này được. Theo kiểu kháng cháy nữa. Trời ơi, đứng còn lâu mới chết các bạn ạ. Ok. Ôi, từ từ té té. Nó tới gáy thế chứ. Cứ phải cẩn thận các bạn ạ. Này thì né. Mắt này không cho kèn nhở. Không có kèn để gọi rồng ra các bạn ạ. Đánh một mất rồng một thôi. Hơi chán để test thử xuống em nào. Ôi. Súng này bắn không bật ngắm được các bạn ạ, thôi phế. Súng ngắm nhưng không cho bật ngắm. Úi dồi, để mình test thử cái đặc biệt nhá. Thử nào. Ôi, phải bay lên trên gần cơ, phải gần đứng gần nó cơ. Ok, thử nào. Ui, tôi biến, con rồng tôi biến. Mày, không được à. Mày này, what the hell.
kỹ năng mình hơi phế nhở. Thôi thôi dẹp đi, cầm cầm tên lửa bắn cho nhanh các bạn ạ. Khiếp thật chứ. Ô mày này, chạy đậu. Ôi đồ, chạy rồi. Chạy này. Ok luôn các bạn ơi. Trời ơi, đã tiêu diệt xong được con rồng của các bạn ạ. À, nói chung là cũng khá là easy, không có gì khó khăn cả. Đấy, tiêu diệt rồng quá là đơn giản luôn. Mặc dù nói vậy chứ cái súng này hơi phế các bạn ạ. Map này nên cần thêm nhiều cái hơn, với cả cho đồ nhiều quá, làm thành ra mình chả phải làm gì luôn ý. Vừa vào cái đó cho combo dìu cuốc xẻn sắt rồi. Đúng ra phải nên cho đồ đá trước hay đồ gỗ trước, xong rồi kiếm dần lên được mới hay. Mong rằng là chủ map sớm sửa lại nhá. Ok, map này có tên là sinh tồn trên đường Sanji, ID map là 562-10180 các bạn nhá. Video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mèo Peo làm tech gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.